Mọi người nhìn thấy một người phụ nữ bình thường cõng một người chồng khuyết tật, chắc là mọi người thấy lạ lẫm lắm đúng không? Ồ, tại sao cô gái đó lại khỏe và mạnh mẽ đến như vậy? Vậy để mình tâm sự cho mọi người nghe một chút về tuổi thơ của mình nha. Chắc có thể là ngày bé mình vắt thóc, vắt ngô, vắt đậu, cứ cái gì còn vác phụ mẹ thì mình sẽ cố gắng làm đỡ mẹ đỡ vất vả, nên khi có khi rèn từ nhỏ đã làm mình trở nên kiên cường như bây giờ. Cũng có thể là vì mình yêu thương chồng mình nhiều quá nên mình làm được. Lúc trước mình khỏe hơn vì sinh bé Miu mới được 7 tháng nên sức khỏe không còn được như trước nữa. Chồng mình thì đâu đó khoảng 38kg thôi. Mỗi lần cõng, anh ấy sẽ tròn hai tay vào cổ mình, còn mình sẽ phải ôm hai quả mông bị khuyết của anh, vì sợ anh mà không ôm chắc thì lại rơi mất. Mọi người biết rồi đó, chồng mình bất tiện vào việc di chuyển đi lại, mà cứ ở đâu cao có bậc thang hay hẹp một tí là chồng mình không đi lên được, chỉ có thể ngồi nhìn hay là nhờ vào sự giúp đỡ, hoặc là không đi nữa dù nhiều lúc rất là muốn. Nếu không thì bạn lại trực tiếp đi chống tay xuống như thế này nè, vết thương trực tiếp chạm xuống nền rất là đau. Chắc là nỗi đau mà không gì có thể tả nổi. Cái tính chồng mình á, luôn nghĩ cho người khác, sợ bản thân làm phiền đến mọi người. Nên nếu đến nơi nào mà việc công việc bắt buộc phải lên á, là mình không thể giúp chồng mình được, thì mình sẽ nhờ mọi người xung quanh như những chú, bác hoặc anh trai ở gần đó giúp mình một tay. Mọi người thấy vợ chồng mình như vậy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cảm nhận chồng mình như muốn nói, ước gì mình có đôi chân để đi lại bình thường, đỡ vợ mình không phải cực. Chắc mình nặng lắm nhỉ, bữa mình vất vả quá. Rất rất nhiều cái sợ hiện lên trong đầu anh mà mình cảm nhận được. Nhưng cuộc đời đâu có được như ý mình, có nhiều thứ mất đi rồi không thể có lại được. Nhiều lúc mình chỉ muốn động viên anh rằng không sao, cuộc đời lấy đi của anh đôi chân thì còn em đây, em sẽ bên cạnh anh, dùng đôi chân này để cõng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn. Rồi một mai về sau khi chúng ta già đi, tình đôi ta em ước sẽ mãi nguyên vẹn. Đôi mắt thêm mờ dần, đầu bạc theo tháng năm, làn da nhăn nhẻo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước nổi đi, nguyện sẽ yêu anh.